Thưa quý vị, cho đến năm 2015, bác sĩ nhãn khoa James Trương vẫn là bác sĩ duy nhất gốc Việt tại quận Cam có bằng chuyên gia cao cấp nhất hội viên fellowship về OrthoCare. Hiện nay đã có 100 OrthoCare fellowships trên tổng số hơn 4.000 hội viên OrthoCare trên toàn thế giới và 58 OrthoCare fellowships trên tổng số hơn 1.000 hội viên OrthoCare tại Mỹ. Riêng tại quận Cam, bác sĩ James Trương là một trong 4 bác sĩ gốc Việt có bằng cấp OrthoCare fellowship. Ngoài bác sĩ James Trương ở Nam California, còn có một bác sĩ ở Bắc California, một ở Texas và một ở Úc Châu. Bác sĩ nhãn khoa James Trương hiện có 5 bằng cấp về thiết kế trồng OrthoCare cao nhất, hoàn toàn bằng điện toán và đã hội tụ các tinh hoa và chất xám về OrthoCare trên toàn thế giới để thiết kế một loại trồng OrthoCare mới nhất, hoàn hảo và hiệu quả nhất. Bác sĩ James Trương có hơn 270 khen thưởng 5 sao trên trang mạng Yelp và hơn 430 video chia sẻ trên mạng YouTube, còn được chọn là Top Doctor of Optometry trong 2 năm liên tiếp 2014 và 2015, sẽ giúp quý vị và con em không cần đeo kính nữa trong thời gian ngắn nhất. Hơn 95% các em làm OrthoCare với bác sĩ nhãn khoa James Trương đã không phải đeo kính ngay sau đêm đầu tiên. Để được tham khảo miễn phí, xin gọi 714-418-9607, 714-418-9607. Chỉ có $799 cho độ cận dưới 3 độ. Nếu quý vị nói đã nghe Mộng Lan giới thiệu quý vị đến với Eye Care Optometry Fun Valley của bác sĩ James Trương, tham khảo miễn phí xin gọi 714-418-9607 hay vào trang nhà bacsimac.com để biết thêm chi tiết. Mộng Lan xin kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình, và bên tay trái của Mộng Lan đây là bác sĩ nhãn khoa James Trương, một vị bác sĩ rất giỏi về phương pháp OrthoCare. Thưa bác sĩ, ngày hôm nay thì Mộng Lan được biết bác sĩ sẽ nói về 10 cách để mà chúng ta có thể khống chế được cái độ cận thị của chúng ta, phải không ạ? Vâng, thưa chị, trước hết kính chào quý vị khán thính giả đang nghe chương trình của chúng tôi và chào chị Mộng Lan. Vâng, thì bữa nay mình sẽ nói về cái đề tài là 10 điều trong cái vấn đề kiểm soát cận thị. Gọi là top 10 step for myopia control. Myopia tức là mình dịch sang tiếng Việt là cận thị. Vâng, thì cái này là cái mình muốn nói trước đây, trở lại cái câu chuyện như thế là họ hay nói 10 điều răn vậy đó, trong giống như mấy người công giáo họ nói 10 điều răn, thì cái này cũng là 10 điều. Thì cái là một, đây là một vị bác sĩ Nathan, Dr. Nathan, ông này ông rất giỏi và ông chuyên môn, ông soạn ra những cái 10 điều. Thì bây giờ mình sẽ nói trong đề tài hôm nay, mình nói ngắn gọn cái 10 điều này nha. Thì trước hết là cái điều đầu tiên á, là họ nói là bác sĩ đó là phải tự đi học thêm. Tức là trước hết mình phải, chị biết sao, mình chữa người ta là mình phải tự biết trước cái đã, rồi mình mới chữa người ta được. Tức là mình phải nắm vững vấn đề. Thì bác sĩ là mình phải đi học thêm và mình phải lên những cái website, là mình đi học những cái hội nghị, những cái meeting. Như ngày mai tôi phải đi hội nghị OrthoCare nữa. Rồi cuối tháng này tôi đi cái hội nghị nữa. Rồi tháng 4 tôi phải đi hội nghị OrthoCare nữa. Mỗi năm tôi phải đi tới at least cũng phải 3 tới 4 hay là 3 tới 5 cái hội nghị OrthoCare, để mình luôn luôn lúc đấy nào mình update cái kiến thức của mình, và mình giữ được cái level của mình, là cái level fellowship, là cái level đó là cái level cao nhất trong cái lĩnh vực OrthoCare. Thì bây giờ mình nói sẽ về 10 cái điều. Thì cái điều thứ nhất trở lại là, thứ nhất mình phải giáo dục mình, giáo dục chính bản thân mình. Tức là mình phải nắm vững được cái OrthoCare là cái gì, và cái cận thị là cái gì, và cái những phương pháp để giữ được cái độ. Đó là cái điều thứ nhất. Cái thứ hai là họ khuyên là trẻ em nên đi ra ngoài hơn là ở trong nhà thường xuyên. Đó, cái điều thứ hai là cái điều rất khá quan trọng. Tại vì đa số hiện tại thấy là lý do mà trẻ em bị cận thị nhiều là bởi vì các trẻ em có khuynh hướng là ở trong nhà nhiều quá, và tất cả là chú nhìn vào cái sách quá nhiều, nhất là càng nhìn càng gần nữa, hay là nhìn vào iPad cũng nhiều quá, không có ánh sáng mặt trời, phải không ạ? Vâng, đúng vậy. Thì cái ánh sáng mặt trời khi mà ra ngoài, thứ nhất là exercise, là tự luyện tập, thì cái máu huyết mình nó lưu thông nó cũng tốt, máu nó đưa lên não, đưa lên mắt, và cũng rất tốt cho mắt. Và cái thứ hai nữa là cái vitamin D, và đồng thời họ nói là những cái chất giống như là từ những cái tia ánh sáng mặt trời nó chiếu vào, nó sẽ giúp cho cái mắt mình nó bổ và nó giúp giảm bớt cái sự cận thị. Vâng. Cái điều thứ ba là phải tìm đúng bác sĩ, nhất là nếu mà muốn giữ cận thị là phải tìm đúng bác sĩ của trong hiệp hội OrthoCare Hoa Kỳ. Tức là những bác sĩ, một số bác sĩ ngoài họ cũng làm OrthoCare, nhưng mà bác sĩ trong hiệp hội thì đa số là mỗi năm đều phải đi, bắt buộc phải đi học những cái lớp học.
và phải giống như mình phải trả tiền để học những cái lớp học đó để mình trau dồi kiến thức. Và có hai cái level, tức là hai cái mức, một cái mức căn bản là giống như lần trước mình vẫn nói là trên toàn thế giới có khoảng chừng hiện tại giờ gần 5.000 bác sĩ autoke rồi, có khoảng mà nhưng mà chỉ có đúng 100 bác sĩ có cái level fellowship thôi, mà trong đó chỉ có 4 bác sĩ là Việt Nam, 1 bác sĩ ở bên Úc, 2 bác sĩ ở Cali, một ở miền Nam và một ở miền Bắc, và đồng thời có một bác sĩ ở Texas mới vừa pass cái test xong. Thì cái test này rất là khó, nhưng mà nói chung là thì trong cái hiệp hội thì quý vị có thể lên cái website, quý vị tìm tới cái hiệp hội autoke Hoa Kỳ để quý vị tìm ra những bác sĩ mà có những chuyên môn về autoke. Vâng. Cái thứ tư, điều thứ tư là nên làm sớm chứ đừng nên làm trễ. Thì muốn hỏi chị, theo chị nghĩ tại sao phải làm sớm cái autoke, những phương pháp ngăn cản cái độ cận thị, tại sao phải làm sớm theo ý chị? Theo ý Mộng Lan thì autoke, tại vì đeo, các em đeo mà chỉ trong một đêm thì sáng mai ra thì cái độ cận thị nó đã bớt đi nhiều, và có nhiều em đã thấy được 20/20, thì mình nên làm, là tại vì nếu không thì cái độ nó càng tăng thì lại càng khó và cái thời gian càng lâu, vậy lại có nhiều khi mà tăng cao quá nó lại đưa đến những cái biến chứng nữa, phong bác sĩ. Vâng, thì cái đó là tất cả những cái điều chị nói rất là đúng. Thì thứ nhất đó là cái mình nên làm sớm là để như thế này, là cái độ nó còn thấp, và cao thì nó nguy hiểm, nó nhiều biến chứng, nhất là trên 5 độ nó rất nhiều biến chứng, giống như là bong võng mạc, và tương lai nó có thể glaucoma, tức là càng tăng cáp xuất mắt lên. Autoke đặc biệt, quý vị nhớ một điều, một số quý vị quan tâm mà hỏi là autoke có làm tăng cái áp suất mắt không? Thưa quý vị là không. Chúng ta có những tài liệu chứng minh autoke làm giảm áp suất mắt chứ không làm tăng. Đó, giúp giảm áp suất mắt, phòng ngừa được các áp suất mắt gia tăng. Và một điều nữa là chúng tôi sau quá trình làm tôi rút được những cái học hỏi là các em đi học đó chị, có một cái giai đoạn là high school, là trung học. Thì các em nào lớp 8 trở xuống, các em ngủ, đa số các em ngủ rất là tốt. Các em ngủ 9 tiếng, 10 tiếng, các em ngủ có em 10 tiếng, 11 tiếng luôn. Các em không có bài vở nhiều, cái homework các em không nhiều, trừ các em là học chương trình GATE, các em học giỏi, hay là những em học quá nhiều thì các em mới ngủ ít thôi. Đa số các em ngủ rất nhiều, thành ra cái dư sức, cái tiêu chuẩn của autoke là ngủ 8 tiếng trở lên. Tuy nhiên giai đoạn trung học là cái đoạn mà các em phải chuyển đổi qua các em một cái môi trường mới, và nhiều cái lớp AP, nhiều cái lớp học nhiều hơn, học tích cực hơn, là các em sẽ bị cái problem là các em ngủ ít đi. Chính vì cái ngủ ít đi như vậy đó, là các em không ngủ không đủ, thì lúc đó cái nếu các em nào độ thấp 1-2 độ hay là thậm chí là 2 độ rưỡi trở lại thì mấy em đó ngủ 5-6 tiếng thì vẫn ok, là các em cái đủ sức để ép để giữ được cái độ các em và cho các em không cần đeo kính ban ngày. Tuy nhiên các em là 3-4 độ trở lên thì bắt đầu đó là một vấn đề, các em phải ngủ, nên ngủ khoảng 8 tiếng trở lên đó. Thì các em ngủ ít quá thì lúc đó cái nó không có đủ sức giữ, và các em ban ngày các em mờ đó, thì coi như là cái đó là nên bác sĩ họ khuyên nên là làm sớm. Rồi điều thứ năm là nên tránh eye train, tức là mình nói tiếng dịch ra tiếng Mỹ là mình căng thẳng, mình dùng cái mắt quá nhiều, cái mắt mình nó căng lên đó. Thì khi mà cái mắt mình nó căng lên như vậy đó, thì coi như là mắt thứ nhất là mắt mình sẽ bị mệt mỏi, và cái thứ hai mình mau bị lên độ. Đó, bằng chứng là các em dùng các iPhone, iPad, các thiết bị điện tử nhiều quá, các em căng thẳng, các em dùng mắt quá nhiều, cái mắt em sẽ lên độ. Đó. Thì cái đó là 5 cái điều này. Tôi chắc là không có thời gian, tôi sẽ nói 5 điều kế tiếp trong lần tới. Tuy nhiên là cái này á, là mình trở lại là vắn cắt cái 5 điều này để quý vị nắm. Thứ nhất là hết là bác sĩ phải đi tự học hỏi. Cái thứ hai là cái mà mình nên cho trẻ em đi ra ngoài để exercise, để có những cái vitamin D thêm để giúp cho cái mắt. Cái thứ ba là đi tìm đúng những bác sĩ, mà nhất là bác sĩ chuyên ngành về autoke trong hiệp hội autoke Hoa Kỳ. Và cái thứ tư là nên start early, tức là nên làm các em sớm trong lúc mà các em có độ còn nhỏ. Thì nhiều người quý vị hỏi thì coi như là tôi khuyên là ngay cả nửa độ cũng có thể làm được rồi. Và các em, ngay cả nhiều các em từ 5-6 tuổi trở lên chúng tôi vẫn làm. Văn phòng tôi có làm những em 5 tuổi và những em 6 tuổi. Nhỏ quá thì chúng tôi cũng nên tạm đợi, là những em nào dưới 5 tuổi thì nhiều khi khó, hơi khó khăn.
Rồi, và cái cuối một điều là nên tránh cái tình trạng eye strain, tức là căng thẳng cái mắt, mỏi mệt cái mắt. Vâng, rất cảm ơn quý vị đã nghe. Vâng, cảm ơn chị. Dạ, cảm ơn bác sĩ James Trương, và cái show kỳ sau bác sĩ James Trương sẽ cho chúng ta biết thêm 5 cái điều còn lại. Và trong lúc này nếu mà quý vị cần đến sự tham khảo của bác sĩ, tất cả những tham khảo đều là miễn phí, quý vị có thể gọi cho IK Optometry Fan Valley ở số là 714-418-9607. Và bây giờ là live testimonial của các bệnh nhân của bác sĩ James Trương. Đây là cuộc phỏng vấn về AutoCare tại văn phòng nhãn khoa iCare Optometry ở Fountain Valley. Trước hết xin anh giới thiệu sơ qua về gia đình và tên tuổi của bé là một AutoCare được không ạ? À dạ, tôi tên là Hợp, con gái lớn tên là Lina, và đây là con gái bé là Cindy. Dạ, hai bé năm nay bao nhiêu tuổi ạ? À, bé lớn tôi năm nay 12 tuổi, bé nhỏ tôi năm nay 10 tuổi. Dạ. Trước khi là một AutoCare thì gia đình có mối quan tâm lo lắng gì không? Chúng tôi rất là lo sợ. Con gái lớn tôi mắt phải thì 3 độ, mắt trái thì 2 độ 75. Hai cháu cận đều giống nhau. Chúng tôi rất là lo lắng cái độ nó sẽ cứ càng ngày càng lên. Thì các cháu sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều sau này. Dạ, bây giờ có còn lo lắng không? Sau khi chúng tôi tới văn phòng Dr. James, hai cháu được đeo AutoCare thì bây giờ chúng tôi không còn lo lắng nữa. Dạ, hai bé đeo AutoCare đang được bao lâu rồi? Hai cháu đeo tới hôm nay đã được 3 tháng rồi. Dạ, thì sau đêm đầu tiên thì lực của bé có thay đổi không? Sau đêm đầu tiên, yes. Đêm đầu tiên cháu put cái lens on, tới ngày hôm sau không cần phải đeo kính nữa. Dạ, hiện tại bé đọc được dòng nào trên bảng chữ? Hai cháu, chú thương là hôm nay đã đọc được 20-20. Dạ, làm sao anh biết ở đây có là một AutoCare? Có người thân của người em giới thiệu. Dạ, anh có định giới thiệu thêm về phương pháp này cho người thân và bạn bè không? Ồ, nhất định rồi. Cái này very tốt cho các trẻ em. Dạ, anh có thể nói thêm về những lợi ích cho bé sau khi làm AutoCare được không? Theo tôi hiểu thì hai cháu độ không còn lên giống như 2-7-5 rồi lên 3 độ. Cái này nó rất là tốt. Hai cháu con tôi đọc 20-20. Dạ. Và được chơi thể thao. Dạ, không cần phải đeo kiếm. Hai bé chơi thể thao là những môn gì anh hả? Con tôi chơi rất nhiều. Hai cháu đều bơi lội, đều chơi đá banh, basketball, rất là đầy đủ. Yeah. Thì trước khi kết thúc, anh có ý định chia sẻ hay đóng góp gì với văn phòng và bác sĩ James Drew hay không? Văn phòng của bác sĩ rất là tuyệt vời. Tất cả các nhân viên đều rất tận tâm và làm rất nhiệt tình. Cảm ơn anh và gia đình. Cảm ơn anh.